Hôm nay chúng ta sẽ có một món ăn cơm. Đây là cơm nồi đất. Và đây là mẻ kho của kho quẹt. Bên cạnh đó thì có lá xài, rau hẹ và một cái rau chóc ở quê. Thì nói chung ở dân dã thì chỉ có những cái món ăn như thế này. Được là cái nồi đất sẽ được đun sôi rất là ngon. Đây, chúng ta sẽ trộn cho đều lên và chúng ta sẽ ăn ăn một cách rất là ngon lành. Trong mẻ kho có ớt rất là cay.